Sử Tư Ngộ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm Sư Tử chất liệu gỗ xá xị các bác nha, hay còn gọi là Chúa Sơn Lâm. Vậy thì hôm nay em sẽ quay cho các bác một tác phẩm Chúa Sơn Lâm mới được ra mắt bên em nha. Tác phẩm vừa mới đục xong hoàn thiện rất là đẹp các bác nhé. Chúa Sơn Lâm, tác phẩm này có kích thước cao 52, ngang 82 và sâu 43 các bác nhé. Đục ra tác phẩm rồi vẫn còn nặng 50,3 kg. Tác phẩm này rất đặc ngộ các bác nhé. Đục rất là kỹ và tỉ mỉ từ những chiếc bờm cơ của chú sư tử, các bác có thể nhìn thấy hàng rất là nặng các bác nha. Tác phẩm này có giá bán bên em là 8.200.000 các bác nha. Sư tử được phong là chúa tể của muôn loài, nên là khi mà để ở trong gia đình nhà mình hoặc là để ở cơ quan chỗ làm thì nó trấn trạch và nó có ý nghĩa phong thủy siêu tốt các bác nha. Đầu tiên là ý nghĩa phong thủy, hóa giải sát khí, đón tài lộc và hóa giải vận hạn các bác nha. Các sư tử phong thủy cũng chủ trị hóa sát khí. Trong mỗi môi trường lớn thì rất là nhiều sát khí, nên là khi mà để sư tử ở trong gia đình hoặc là trong chỗ làm thì nó hóa giải sát khí rất là tốt, đem lại tiền tài may mắn, làm cho việc kinh doanh tăng trưởng các bác nha. Sư tử trong phong thủy có tác dụng trừ tà khí, sát khí. Ý của nó đối với tài chính là khi để ở trong các cái cổng doanh nghiệp, công ty, sảnh làm việc thì sẽ đem lại cho kinh doanh trở nên tăng trưởng, tránh tà khí và sát khí các bác nha. Mời các bác ngắm kỹ tác phẩm này nha. Bác nào ưng tác phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng ở 137 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội để tham quan gian hàng đồ gỗ bên em nha. Hoặc các bác có thể nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Xem xong video các bác nhớ đăng ký kênh YouTube Sở Tượng Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Full HD bên em nha. Cảm ơn các bác rất nhiều.